Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Mạnh Hùng Audio Video. Hôm nay cửa hàng điện tử Mạnh Hùng sẽ giới thiệu cho các bạn một bộ loa vi tính 2.1 của COVID, thương hiệu COVID, mã số là KS819. Hình thức của bộ loa này. Và đây là thông số kỹ thuật của loa. Bộ loa này chạy điện 220V. Công suất của cục xúc chính là 25W. Và hai loa hai bên là 10W x 2. Đây là 10W một loa. Đấy, bây giờ tôi sẽ bóc thử cho các bạn nghe và hướng dẫn các bạn cách kết nối Bluetooth. Bộ loa này có kết nối Bluetooth và kết nối qua điện thoại. Các bạn sử dụng kết nối Bluetooth qua điện thoại thông minh hoặc là các bạn sẽ cắm qua đường ra của điện thoại. Nó có nhiều cách kết nối, hoặc có các bạn kết nối vào laptop và tivi mạng và tivi móng. Bây giờ tôi sẽ mở hộp cho các bạn xem. Đây là toàn bộ linh phụ kiện đi theo bộ loa. Trong hộp có một rắc kết nối và một điều khiển. Lắp kết nối, lắp kết nối 3.5. đây ta sẽ cắm vào đường ra của điện thoại và đường vào của loa. Các này để kết nối. Đây là sách hướng dẫn của nhà sản xuất. Bây giờ tôi sẽ bóc loa thử cho các bạn, kết nối cho các bạn nghe. Thức của bộ loa khi bóc ra khỏi hộp. Đây các bạn nhìn. Hình thức bộ loa khi bóc ra khỏi hộp ấy, bao gồm một cục trầm chính, loa bát chính và hai loa hai bên, hai cây hai loa quay để hai bên. Trước này là có hai lỗ mic này, mic 1, mic 2 này. Và một nút volume mic, volume của mic và nút echo vang nhạc. Một đây là cổng cắm thẻ, cắm USB. Ở đây ta có thể cổng đọc thẻ SD USB này. Nếu như mà các bạn không có điện thoại hoặc là không cắm qua đầu CD hoặc là cắm qua TV mạng thì các bạn có thể cắm thẻ vào đây nghe. Nó chạy được hai loại thẻ này, một là USB này, hai là đọc thẻ SD này. Đấy. Bên đây này, trên này là có nút volume, nút to nhỏ của loa chính này, loa subwoofer này. Đấy. Còn đây là đường in để đảo đường vào khi mình sử dụng Bluetooth hoặc là mình sử dụng CD hoặc là chiếu cắm đường tiếng từ điện thoại vào thì ta sẽ đảo đường vào đây. Và đây là nút volume to nhỏ chính tổng của
loa trầm này và hai loa con, hai loa cây hai bên lên volume chính. Chúng tôi quay lại sau hướng dẫn các bạn cái đầu lối. Đằng sau đây là một công tắc tắt nguồn các bạn, tắt nguồn. Ở đây dây nguồn ta sẽ cắm điện vào 220V. Dây nguồn này ta sẽ cắm vào điện 220V. Đây là tản nhiệt của công suất. Ở đây trên này là đường trên là một đường aux in. Aux in này ta có thể ta cắm đường tín hiệu từ điện thoại vào. Ta có thể kết nối từ đây là đường aux in này, ta sẽ kết nối từ điện thoại vào đấy. Kết nối từ điện thoại vào. Và cái đường dưới là đường audio out, nghĩa là đường công suất ra hai loa cây hai bên. Hai loa cây hai bên ta sẽ cắm vào đường audio output này. Đây, audio output này. Đây là hai loa cây hai bên. Đấy, còn đường nếu như mà ta điện thoại của bạn nào mà không có vào Bluetooth chẳng hạn thì các bạn có thể là cắm vào đây, cắm cổng trên và cắm vào đường tai nghe của điện thoại ra. Bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn nhé. Bây giờ mình bật loa lên thì cái loa này mặc định là ở đường out. Đường out này có nghĩa là mình sẽ cắm vào từ thiết bị điện thoại hoặc là TV mạng, sẽ cắm vào bằng jack này. Đấy. Thế bây giờ tôi sẽ thử cho các bạn nghe. Tôi sẽ kết nối vào Bluetooth cho các bạn. Đây thì kết nối vào Bluetooth, tôi sẽ ấn vào nút input này. Ấn vào nút input này. Ấn nút input này thì sẽ chuyển sang nút Bluetooth. Đấy, chiếc Bluetooth đang nhấp nháy. Bluetooth đang nhấp nháy. Bây giờ tôi lấy điện thoại thì sẽ kết nối vào Bluetooth cho các bạn. Chúng ta sẽ vào cài đặt điện thoại. Ta sẽ vào cài đặt điện thoại. Đó. Và bật được Bluetooth. Đó. Đang tải, đang ghép đôi. Đó. Dưới điện thoại nó hiện lên này. COVID KS819, ta sẽ bấm vào đây. Đó. Khi mà khi kết nối được Bluetooth thì nhạc đã phát. Đây tôi đang kết nối, giờ kết nối qua Bluetooth. Là chung của tất cả. Thương như dòng sông thơ nhỏ, ai là ai quên sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng ngồi hát để anh nghe. Khúc dân ca cỏ tư trong máu thịt, không thể rối lòng. Làm sóng dậy hồn quê, tôi biết tăng em.
sao nỡ không về. Anh cứ đùa em nọ cho và nọ lấy, sao mềm lòng môi hạt để anh nghe. Cũng dân cá bỏ tư cho máu thịt, không thể rồi lòng làm sống dậy ngôn quê tôi bị. Vâng ạ, như vậy là tôi cũng đã giới thiệu hướng dẫn cách kết nối vào Bluetooth và test thử cho các bạn nghe một bộ loa KS819 của hãng Covid. Nếu bạn nào có nhu cầu muốn mua thì hãy liên hệ với tôi theo số điện thoại hiện trên màn hình.